Sống sắp có một căn Cambodia Flux nhu. Rốt dân bạc bốc, nẹ chi mô tô bị cởi, bằng đà là bỏ ra một nẹ sắp về trên tờ tên trái nơi trang khlong thuy ở vọt xâm ra ngọt đáy. Lớp lâu Hà Nội khăn sản sọc, cả bị dục mong chiếc bay tiếp lứ, trên chó thang ngay tìm ra mùi khai cả nhà. Chủ nông cổ chú mùa lọc thôn anh dù học sắp răm chân em, nạ nơi sân cắt trong cháu, khăn bố sàn chảy, trong này rốt dân bằng cỗ, mần chà mát, bạc bạc ở rốt kích luật bạc. Môn cắt hát bỏ ra rộng cổ chi mô tô mạng xong cổ rế, nâng miễn đặc lăng xâm rạp đã trái bị cáo tam phơ Hà Nội, rộng tờ tình trái nợp xa bệnh nợ. Mặc đó còn lăng cắt hát mê ra chân mình chăm mát, bàn bạc một bị cáo khá nông lực bươn lướn, rụi bọc mô tô bênh tầm hận bà đà lại mô tô nâng mân úc tiết lao chỉ tràn mát, bàn đà lại bọc bà xa lập liêm phiếm trong nà ra chân bằng cổ bà kích khuôn bản. Đám chợ đã thông một đám, bạn bạc ra lông sân cất là rợt dồn tùm nắp mùi cướng, đài mà chắc tục nợ một tấn xìm riêng, nợ mong chương đập rắc thay tìm ra mùi khai cả nhà, chứ năm phí bốt mà phê mùi. Sẽ mà tất cả bạn này đang thay nợ rắc thay tìm ra mùi cả nhà, mì rợt dồn tùm nợp chỉ tràn cướng. Bạn ta chốc nợ cỏ một lúc đám chợ, nè một tấn, khôn nông sân cất sân lạc cầm rạc cỏng xìm riêng, hay mà chắc bạn nông khí tập phạc cà phê nơi chết nụ. Lúc cõi mốc, đám chơ đã thông mỗi đám nụ, bạn bạc sân cất bì lờ rợt dồn mãi chơ rợt lệch bó xó, bẹp lạc lệch phần bình. PAO 38ហាសប្រាំបីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះលឹមខៀងភេទប្រុសអាយុ76ឆ្នាំនៅភូមិគ្រោះសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ចាស់រថយន្តនោះទេក្រោយកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចចូលមកដល់ទីតាំងពិនិត្យស្ថានភាពនិងបានកាត់ដំឈើយករថយន្តចេញប៉ុន្តែចំពោះការខូចខាតរថយន្តខាងលើនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាខាងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចេញសំណងនោះទេ កម្លាំងនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបញ្ជូនក្រុមពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនបីអ្នកទៅតុលាការកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោករដ្ឋសេនីយ៍អៃសៅសារឿនអធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលក្រុងជាមួយនគរបាលប៉ោផ្សារកណ្ដាលបានចាប់ជនសង្ស័យបីអ្នកនៅបន្ទប់ជួលរងចៅអូននាងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរស្័យសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែត ជនសង្ស័យឈ្មោះភៀបសុផាវ័នអាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះស៊ីតូចអាយុ18ឆ្នាំ និងឈ្មោះចោមសុខីភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំអ្នកទាំងបីនាក់នៅភូមិអូឃុំពេជ្រដាស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងសមត្ថកិច្ចរកឃើញក្នុងប្រអប់ឃើញមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម្សៅក្រាមសតថ្លាចំនួន2កញ្ចប់ជញ្ជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀនមួយបច្ចុប្បន្នជនសរសៃទាំងបីនាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខេត្តបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ រថយន្តមិនស្គាល់ម៉ាកបានបើកឆ្លងផ្លូវទៅបុកអ្នកជិះម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗរីឯរថយន្តបង្កហេតុបានបើករត់គេចបាត់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ម្ដុំមុខបរិយាភិភពថ្មី3ក្នុងសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នកដែលស្លាប់ឈ្មោះហមសំណាំងភេទប្រុសអាយុ23ជាជាងសំណង់ស្នាក់នៅជិតកន្លែងកាត់ហេតុបរិសុរងគ
ខណ្ឌមានជ័យបានចាប់ខ្លួនជនសរសៃម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពលួចដោះផ្លាក់លេខរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងដែលគេទុកចោលកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាជនសរសៃលួចដោះផ្លាក់លេខរថយន្តដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានហើយបង្ហាញខ្លួននោះឈ្មោះឆៃប៉ុកហៅប៉ុកភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំទីលំនៅផ្ទះលេខ5រហូត6ផ្លូវជាតិលេខ2ភូមិព្រៃតាកុងបីសង្កាត់ចក្រីលើខណ្ឌមានជ័យមុខរបរកម្មករសំណង់ពេលចាប់ខ្លួនស
ghé mũi nâng vật thọ tang chập dốc lại lấy đợt chân phnom penh bay đi mà phải bay hạ sập ra mũi chân muốn bị bẩn té rồi bỏ chung mộ vông tọt lá phết bỏ ở sam sập ra mũi chân nâng khăn năng cao ở rết thân ít phnom penh và chấp bọn chút sở say chung mộ chai phốc nâng vật thọ tang để chập bàn nốt cầm lạng ạ thị kà rà thà nô cô bạc khăn mình cháy công phong có sang xâm nông đường tri bình chôn tọt tà lạ ká chất ká tạm chấp bạm bộ rõ mà nẹ chiếc mặt to lớn, bàn trôi tập bọc tộp lúa tâm linh mưa cần lành, bàn đạo ở Slap Liếm, nâng mà chạc tộp và rộng được bột ngốn, nó sau cùng bông lấy khách cầm bông chẳng. Các bí rầm lộng ở trịt trên chốt ngay thì bàn mùi khách cả nhà chẳng năm bí bốn mà phải mùi. Nẹ Slap chú mùa xanh đàn ní, phết bỏ ở dụ xam sập chẳng, rô nơ khăn phùm bà đấn, sau sông khách cầm bông thống, bàn chiếc mặt to mạ xị bì, buôn rồi xe xế, bẹp lạ lệch nông bình, mùi chi dù xôn phí học sập mùi, bàn trôi tập bọc tộp lúa tâm linh bàn đạo ở Slap tại mặt đồng. Chỉ mỗi nước mà chắc tốt chung mùa dòi rốt phết bỏ ai dù bằng phải bạch năm ở rộng được bước thường. Còn cách hết, cầm lăng xa mặt cách mở thân bằng chốc vào bên tạm chùm niến. Bằng tốt mốc cầm ăn bạc cơ sạc sớp, chôn rộng cửa áo sạch nhất dọc tới thức vợ bồn. Xong ở con xâm rạp cả tập đán Cambodia Flash News.